Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, biết thêm tràn sự vàng. Nào ta hát, cùng hát Việt Nam, con cháu đồng tiền, con cháu là thông, tự hào hai tiếng Việt tay dừng xây
Tiếp theo chương trình là bài hát Thái Bình Quê Hương Tôi. Oh,
Tiếp theo là bài múa Hãy đến với con người Việt Nam tôi. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 đã hoàn tất. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trước khi vào những nội dung chính của buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua nội dung chương trình của buổi lễ hôm nay gồm các nội dung sau. 1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Diễn văn khai mạc. 3. Tặng hoa chúc mừng vận động viên tuyên thệ, tổ trọng tài tuyên thệ, tặng hoa chúc mừng các vận động viên và tổ trọng tài, đồng diễn và thi kéo co năm thôn và bế mạc. Làm theo chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào!
xin kính mời quý vị đại biểu an tọa. Kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện hướng dẫn số 01 của huyện Tiền Hải về việc tổ chức đại hội thể dục thể thao, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Tây Lương long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định vai trò phong trào thể dục thể thao của xã nhà trong những năm qua vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện, tăng cường sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Về dự và chỉ đạo buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; đồng chí Hà Ngọc Triển, Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban Tổ chức; đồng chí Vũ Đức Hối, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Trưởng ban Tổ chức; đồng chí Tạ Ngọc Thạch, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Đề nghị các vị đại biểu và nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cán bộ, công chức Ủy ban Nhân dân xã, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, hiệu trưởng trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, Ban Công an, Ban Quân sự, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, các vận động viên, tổ trọng tài và nhân dân đã về dự đông đủ. Đề nghị các vị đại biểu cùng nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hoạt động thể dục thể thao có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất con người, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đảng, chính quyền, địa phương trong những năm qua luôn quan tâm và phát triển phong trào thể dục, thể thao, coi đây là nhiệm vụ xây dựng con người toàn diện cả về đạo đức, sức khỏe và thẩm mỹ, nhằm đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, làm theo chương trình, sau đây thay mặt Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đức Hối, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên đọc diễn văn khai mạc và quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể vận động viên và tổ trọng tài. Thực hiện kế hoạch số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tiền Hải lần thứ 9. Hướng dẫn số 01 ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Tiền Hải lần thứ 9 năm 2021. Để góp phần vào sự thành công của Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Tây Lương long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Lương, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu khách quý, các đại biểu về dự đại hội, đội ngũ trọng tài và các vận động viên lời chúc mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022 thành công tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, hoạt động thể dục thể thao có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng thuộc chính sách xã hội và cũng đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa thể dục thể thao là tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, luôn trung thành với lý tưởng độc lập của dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là nguồn lực cần thiết đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chính vì vậy, cách đây 76 năm, năm 1946, ngay sau khi giành được chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ra lời kêu gọi đồng bào cả nước luyện tập thể dục, rèn luyện thể thao. Người viết: giữ gìn dân chủ, xây dựng nhà nước, gây đời sống mới, việc gì cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức làm cho một đất nước yếu ớt một phần. Mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập thể dục, rèn luyện thể dục thể thao, bồi dưỡng sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, trai gái, trẻ già, ai cũng làm lên. Mỗi người, mỗi lúc dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe, dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng tập thể dục, tôi tự tôi ngày nào cũng tập. Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển thể dục thể thao 6 năm qua, kể từ khi Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2017 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, quần chúng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng và có chất lượng. Các thiết chế văn hóa thể thao luôn được quan tâm đầu tư nâng cấp xây dựng, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ tập luyện thể dục thể thao của nhân dân địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu, thông qua Đại hội Thể dục Thể thao kỳ này nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về việc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, đóng góp phần nào cho con người phát triển toàn diện, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của xã giai đoạn 2017-2022, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe toàn dân với tinh thần văn hóa thể thao, vui vẻ, sức khỏe, đoàn kết. Đây là dịp để các vận động viên có điều kiện cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, và cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại và góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các trường học, cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cơ sở thôn trong toàn xã. Đây là một ngày hội của văn hóa, biểu tượng của tinh thần trung thực, cao thượng của ý chí nghị lực, là nơi học hỏi, giao lưu, xây đắp mối đoàn kết của ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tin tưởng. Các vận động viên sẽ phát huy tinh thần thể dục thể thao của đại hội, tham gia thi đấu đạt thành tích cao nhất, xác lập nhiều kỷ lục mới, góp phần làm giàu thêm thành tích truyền thống văn hóa thể dục thể thao của xã. Các đồng chí trong ban tổ chức, tổ trọng tài, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, cổ động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, công minh, khách quan, trung thực, tôn trọng nội dung chương trình, quy định, điều lệ, phối hợp với các tổ chức làm tốt công tác an ninh trật tự, y tế và các điều kiện phục vụ cho giải đấu để góp phần vào sự thành công của đại hội. Từ đại hội này, ban tổ chức thể dục thể thao xã sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, tiêu biểu, có kế hoạch tập luyện và tham gia chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cao cấp, tiếp tục khẳng định vị thế phong trào thể dục thể thao của xã. Các cơ sở thôn, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị trường học tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong công tác xã hội hóa thể dục thể thao để duy trì bền vững phong trào đã có và mở rộng các loại hình, thúc đẩy phong trào văn hóa thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Với niềm tin đó, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022. Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, đội ngũ trọng tài, các vận động viên và lực lượng tham gia đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau đây tôi thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân xã Tây Lương.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Tây Lương, số 42 Tây Lương ngày 7 tháng 4 tháng 4 năm 2022 quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Tây Lương căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, thực hiện kế hoạch số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tiền Hải lần thứ 9. Hướng dẫn số 01 ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Tiền Hải lần thứ 9. Xét đề nghị của công chức văn hóa xã hội quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022 gồm các ông bà có tên sau đây. 1. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân xã làm trưởng ban. 2. Ông Vũ Đức Hối, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã làm phó ban. 3. Ông Hoàng Trọng Cổn, công chức văn hóa làm ủy viên. 4. Ông Tạ Ngọc Thạch, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm ủy viên. 5. Ông Hoàng Văn Bằng, Chỉ huy trưởng quân sự, ủy viên. 6. Ông Nguyễn Tất Thường, trưởng công an xã, làm ủy viên. 7. Ông Tô Văn Thạnh, công chức tư pháp hộ tịch, ủy viên. 8. Bà Hoàng Thị Phượng, công chức văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ủy viên. 9. Bà Hoàng Thị Phương, kế toán ngân sách xã, làm ủy viên. 10. Ông Nguyễn Văn Tuấn, công chức địa chính, tài nguyên môi trường, ủy viên. 11. Ông Hoàng Ngọc Thể, chủ tịch cựu chiến binh, ủy viên. 12. Bà Tô Thị Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên, ủy viên. 13. Bà Tô Thị Nga, Văn phòng Thống kê, ủy viên. 14. Bà Tô Thị Ngô Thị La, Tư pháp Chứng thực, ủy viên. 15. Bà Tô Thị Son, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, ủy viên. 16. Bà Hoàng Thị Cúc, Trạm trưởng Y tế xã, là ủy viên. 17. Ông Nguyễn Xuân Huyến, Chủ tịch Nông dân, ủy viên. 18. Ông Tô Thanh Nam, trưởng đài truyền thanh, phụ trách văn hóa, ủy viên. 19. Ông Hoàng Văn Tá, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, ủy viên. 20. Bà Tô Thị Thúy, Hiệu trưởng trường Hương Đạo, ủy viên. 21. Bà Lê Thị Hường, Hiệu trưởng trường Tiểu học, ủy viên. 22. Bà Tạ Thị Chuyên, Hiệu trưởng trường Mầm non, ủy viên. 23. Ông Vũ Văn Tài, trưởng thôn Lương Phú, ủy viên. 24. Ông Hoàng Xuân Quyên, trưởng thôn Thượng, ủy viên. 25. Ông Nguyễn Thanh Tuyền, trưởng thôn Hiên, ủy viên. 26. Ông Hoàng Minh Hồng, trưởng thôn Nghĩa, ủy viên. 27. Ông Tô Văn Ngân, trưởng thôn Trung Tiến, ủy viên. 28. Ông Hoàng Anh Phương, chủ tịch Hội người cao tuổi, ủy viên. Mời các ông bà có tên sau làm tham gia ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã. 1. Ông Nguyễn Quốc Huy, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, làm ủy viên. 2. Ông Hà Ngọc Triển, phó bí thư Đảng ủy, ủy viên. 3. Ông Tô Đức Thắng, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, làm ủy viên. Điều 2. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9 năm 2022 xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ khi Văn phòng Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân xã, ban tổ chức đại hội và các ngành có liên quan, các ông bà có ghi tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt Ủy ban nhân dân xã, chủ tịch Nguyễn Đức Cảnh đã ký. Kính thưa quý vị đại biểu, về dự và chỉ đạo đại hội, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Quốc Huy, bí thư Đảng ủy, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời đồng chí Vũ Đức Hối, thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phó trưởng ban tổ chức đại hội lên nhận hoa chúc mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, làm tiếp chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện cho các vận động viên lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời bà. Tôi, Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện cho các vận động viên về tham gia thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lần thứ 9, xin hứa: 1. Chấp hành đầy đủ mọi quy định và điều lệ thi đấu của ban tổ chức đề ra. 2. Thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, khách quan, thi đấu hết mình để đạt được thành tích cao nhất. Xin hứa.
Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Tô Quý Cao, đại diện cho tổ trọng tài, lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, ban tổ chức thể dục thể thao và toàn thể vận động viên xã Tây Lương, lực lượng trọng tài chúng tôi hôm nay rất vinh dự được phân công điều hành các giải của Đại hội Thể dục Thể thao xã nhà. Tên tôi là Tô Quý Cao, xin phép được thay mặt cho lực lượng trọng tài điều hành các giải Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương năm 2022. Tôi xin tuyên thệ: 1. Chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức giải và điều lệ thi đấu. 2. Điều hành các giải đúng luật thi đấu hiện hành. 3. Điều hành các giải với tinh thần trong sáng, trung thực, công bằng, kiên quyết và không thiên vị. Xin hứa. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, toàn thể các vận động viên và nhân dân xa nhà dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là phần thi kéo co của năm thôn. Thay mặt ban tổ chức, xin kính mời ông Nguyễn Xuân Huyến, đại diện tổ trọng tài, lên điều hành. Xin trân trọng kính mời ông. Chúng tôi, tổ trọng tài chúng tôi đề nghị là các vận động viên mà cổ vũ cho đội mình đứng xa sân thi đấu 2m. Đề nghị các đội đeo đai. Đề nghị các vận động viên đứng xa. Tôi đề nghị các vận động viên cổ vũ đứng xa ra. Như vậy là hiệp đấu thứ nhất Thôn Nghĩa dẫn trước Thôn Yên. Cặp đấu thứ hai mời đội Thôn Trung Tiến và Thôn Lương Phú. Hai đội chuẩn bị vào đai bốc thăm. Đề nghị hai đội trưởng gặp tổ trọng tài để bốc thăm sân. Đề nghị hai đội trưởng của Lương Phú và Thôn Trung Tiến bốc thăm sân. Hai đội chuẩn bị bám dây chặt căng, nghe hiệu lệnh của trọng tài. Hiệp đấu thứ hai Lương Phú thắng. Hiệp đấu thứ hai Lương Phú thắng. Tiếp tục cặp đấu thứ ba Thôn Yên và Thôn Thượng. 12 đội chuẩn bị, 12 đội tháo đai để nhường cho vận động viên của thôn khác. Bám dây lỏng tay đã. Đề nghị hai đội bám dây nhưng lỏng tay đã. Căng dây, hai đội căng dây. Đề nghị vận động viên đứng xa. Như vậy là tại hiệp đấu thứ ba Thôn Yên đã thắng. Hiệp đấu thứ ba Thôn Yên thắng. Mời các vận động viên tháo đai để nhường cho vận động viên thôn khác. Trận đấu thứ tư Thôn Nghĩa gặp Trung Tiến. Đề nghị hai đội chuẩn bị. Trận đấu thứ tư là vận động viên Thôn Nghĩa gặp vận động viên Thôn Trung Tiến. Mời hai vận động hai đội chuẩn bị. Mời hai đội trưởng bốc thăm sân. Trung Tiến ngả dây một chút. Bám tay lỏng dây đã. Chúng tôi đề nghị các vận động viên chỉ cử một đội trưởng. Nếu ai giờ dây đi vào, nếu vận động viên nào của đội nào sờ dây, chúng tôi xử thua. Như vậy là hiệp đấu thứ tư là Thôn Nghĩa tiếp tục thắng. Thank you.
đề nghị hai đội tháo ba tháo đai. Hiệp đấu thứ năm thôn Lương Phú và Tôn Thượng, 12 đội. Hiệp đấu thứ năm thôn Lương Phú và Tôn Thượng, 12 đội trở lên bốc thăm sân. Các vận động viên chú ý, khi tôi là trọng tài giơ tay lên, khi nào tôi thổi còi thì các vận động viên của đội bắt đầu mới kéo nhé. Và các vận động viên của các đội cử cho một vận động viên lên bốc thăm, sau khi đội thi xong được các tiếp tục vào để đảm bảo cái thời gian. Trật tự để ban tổ chức điều hành. Một hai tổ trọng tài đến người, tổ trọng tài đến người. Mời các vận động viên lỏng dây, mình lỏng dây bám, lỏng dây đấy. Trọng tài, các đội chuẩn bị căng dây nào, căng dây chưa? 2, 3, 1. Rất nhanh, một chiến thuật rất là hợp lý, rất nhanh. Thuận Thượng tiếp tục thắng. Hiệp đấu thứ năm là Thuận Thượng thắng. Xin lỗi. Hiệp đấu thứ năm là thôn Lương Phú thắng Thôn Thượng. Tiếp theo là hiệp đấu thứ sáu, mời đội Tôn Yên gặp thôn Trung Tiến. Mười hai đội bốc thăm sân. Đề nghị các vận động viên của hai thôn Tôn Yên và thôn Trung Tiến vào đai đi. Tổ trưởng của Trung Tiến bốc thăm sân. Hai đội tập trung căng dây chưa? Nào, căng dây chưa, chuẩn bị tư thế, chuẩn bị được chưa? Hiệp đấu thứ sáu là thôn Yên thắng. Chúng ta bước vào hiệp đấu thứ bảy là thôn Nghĩa gặp thôn Lương Phú, 12 đội. Hiệp đấu thứ bảy, 12 vận động, các vận động viên Tôn Nghĩa và Tôn Lương Phú chuẩn bị. Hai đội trưởng lên bốc thăm sân. 12 đội trưởng lên bốc thăm sân. Tôi đề nghị là các vận động viên đứng xa ra khỏi ảnh hưởng đến việc thi đấu. Tôi đề nghị là các vận động viên đứng lùi xuống. Các vận động viên đứng lùi xuống được không ạ? Để khỏi ảnh hưởng đến thi đấu của hai đội. Là cặp trận đấu thứ bảy là thôn Lương Phú thắng Tôn Nghĩa, rất là tuyệt vời. Một chiến thuật rất là hợp lý, thắng rất là nhanh, rất tuyệt vời. Trận đấu thứ bảy là thôn Lương Phú thắng Tôn Nghĩa. Và trận thứ tám, mời các vận động viên Tôn Trung Tiến và vận động viên Tôn Thượng, mời hai đội, mời
các vận động viên tháo bài, mời các vận động viên tháo bài để nhường cho vận động viên của đội tiếp theo. Hai vận động viên của đội Trung Quốc và đội Thượng chúng ta vào sân. Trung Quốc và đội Thượng chúng ta vào ai? Đề nghị hai đội trưởng đi bắt vào sân. Đây là hai đội trưởng với Bắc Thanh Sơn. Bắc Thanh Sơn. Tôi đề nghị là một đội viên các cổ động viên đứng ra. Tôi đề nghị các cổ động viên đứng luôn. Đề nghị các cổ động viên đứng luôn xuống quạt những cái điều mà chúng ta đồng một đội viên. Chúng tiến lại thêm một chút, hai đội chuẩn bị sẵn sàng, tắt tay. Anh đứng rồi. Là mời đội Tân Điện gặp thôn Lương Phú 12 đội. Trận thứ 9 là Tân Điện gặp thôn Lương Phú 12 đội. Đề nghị các cổ động viên đứng lùi xuống đúng không ạ? Ảnh hưởng đến việc thi đấu của hai đội. Hãy subscribe cho kênh Come on.
nghị các đội tháo đai để dừng về lại ban tổ chức. Đề nghị các đội tháo đai để gửi ban tổ chức. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho tổ trọng tài, xin được cảm ơn các vận động viên đã thi đấu hết mình. Giải thưởng như sau, chúng tôi sẽ cơ cấu một giải nhất tương ứng với huy chương vàng và một giải hai giải nhì tương ứng với huy chương bạc và một giải ba là tương ứng với huy chương đồng. Như vậy là các đội đều có huy chương. Thay mặt cho ban tổ chức tổ trọng tài, chúng tôi xin được công bố giải kéo co nữ năm thôn như sau. Đồng giải 3, xin chúc mừng Hôn Thượng và Trung Viễn. Và đồng giải nhì, xin được chúc mừng Thôn Yên và Thôn Nghĩa. Xin được công bố giải nhất thuộc về Thôn Lưu Vũ, xin chúc mừng Thôn Lưu Vũ. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Vũ Đức Hối, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó ban Hội nghị Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Lương lên trao quà cho các vận động viên. Kéo co thì Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022 của xã Tây Lương xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các vận động viên, cảm ơn toàn thể nhân dân đã đón xem và cổ vũ cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, sau một thời gian ngắn, ban tổ chức đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình của buổi lễ. Sự hiện diện của quý vị đại biểu đã góp phần vào thành công của đại hội. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng được cảm ơn. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vận động viên trọng tài mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.